Ngọc Thơ thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin thêm một nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù ngày 3 tháng 7 AFA đăng bài ông Phan Sơn Tùng người kêu gọi thành lập đảng Việt Nam thịnh vượng bị án 6 năm tù theo đó ngày 3 tháng 7 tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kết án Phan Sơn Tùng người kêu gọi thành lập đảng Việt Nam thịnh vượng với mức án 6 năm tù giam cho tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự, hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết ông Phan Sơn Tùng, 39 tuổi, bị bắt ngày 31 tháng 8 năm 2022 vì kêu gọi thành lập đảng nhằm cạnh tranh quyền lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi xóa bỏ bất bình đẳng quyền lực chính trị, bằng việc loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội, yêu sách được tự do lập hội và tổ chức chính trị ở Việt Nam. Ông cũng có nhiều bài viết trên Facebook và YouTube có nội dung bị cơ quan chức năng Việt Nam cho là chống phá nhà nước. Phiên tòa bắt đầu vào lúc 8:30 sáng thứ Hai và kết thúc vào trưa cùng ngày. Hai luật sư tham gia bào chữa cho ông Phan Sơn Tùng là Lê Văn Luân và Ngô Anh Tuấn. AFI cho hay AFI dẫn lời luật sư Ngô Anh Tuấn nói sau phiên tòa rằng: Ông Tùng hoàn toàn nhận ra các hành vi mình làm, nhưng ông Tùng đánh giá hành vi đó chưa đủ để cấu thành tội phạm. Ông Tùng vẫn khẳng định rằng các hành vi đó không vi phạm pháp luật và các luật sư bào chữa cho ông cũng chứng minh tương tự. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. AFA dẫn cáo trạng cho biết Phan Sơn Tùng là người tạo lập và quản lý ba trang YouTube mang tên Vì Việt Nam Thịnh Vượng, Phan Sơn Tùng và Sơn Tùng TV cùng một trang Facebook David Phan đăng tải khoảng 1.000 video clip với hơn 148 triệu lượt xem và 530.000 lượt người theo dõi. Vẫn theo cáo trạng trên 4 trang mạng xã hội nói trên, Phan Sơn Tùng đã làm và phát tán 16 video clip với nội dung chứa những thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Có 6 nội dung tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý, 17 nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Các video clip này chủ yếu để tuyên truyền nhằm chống nhà nước, chống đảng, chống chính quyền. Hình ảnh ông Phan Sơn Tùng, nhà bất động chính kiến vừa bị kết án 6 năm tù. Cáo trạng còn nói từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, Phan Sơn Tùng còn kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp có tên Đảng Việt Nam Thịnh Vượng. AFA dẫn Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội nói, ông Phan Sơn Tùng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã nộp số tiền phạt hơn 27 triệu đồng từ việc bán mũ có in dòng chữ vì Việt Nam thịnh vượng và kiếm tiền quảng cáo từ 16 video clip có nội dung cấm. À, phải dẫn lời luật sư Lê Văn Luân, Phan Sơn Tùng trước đây từng làm việc trong ban quản lý dự án của công ty bất động sản Viettel. Sau đó, thân chủ của ông tự thành lập công ty riêng để hoạt động và trao đổi về các vấn đề của đất nước. Trước tình hình xã hội đầy nhức nhối với đủ các tệ nạn, ông phan sơn tùng đã lên tiếng bằng cách tổng hợp và phân tích các vấn đề dưới góc nhìn cá nhân mục đích chính yếu là để xây dựng một việt nam vững mạnh hơn và theo đó nhà nước cũng sẽ trong sạch và phát huy được các vai trò trước nhân dân afa dẫn facebook của luật sư lê văn luân cho biết sau khi bị bắt phan sơn tùng đã hợp tác với cơ quan điều tra thừa nhận về hành vi khóa toàn bộ các video bị cáo buộc là vi phạm nộp lại số tiền bán mũ số tiền nhận được từ lượt xem bởi YouTube. Phan Sơn Tùng đã thực hiện các thủ tục nộp thuế với cơ quan thuế theo quy định. FA cho biết ông Phan Sơn Tùng là người hoạt động thứ 6 bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự năm 2015. Trước đó, hai ông Trần Văn Bang và Đặng Đăng Phước bị án 8 năm tù, hai ông Trương Văn Dũng và Nguyễn Lân Thắng cũng bị án 6 năm tù và ông Bùi Tuấn Lâm bị án 5 năm 6 tháng tù giam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đề với bản tin thêm một nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù. Quy trình để có dân chủ cho Việt Nam Ngày 3 tháng 7 trang đất Việt có bài Việt Nam bao giờ có lại dân chủ như ngày trước của tác giả Dương Quốc Chính. Theo tác giả ở Việt Nam, thoạt đầu người Pháp cũng đã copy mô hình dân chủ của mình vào giai đoạn thuộc địa. Nam Kỳ được hưởng dân chủ sớm hơn, vì được hưởng pháp luật gần như ở Pháp. Từ cuối thế kỷ 19, dân Nam Kỳ cũng được hưởng nền dân chủ hạn chế gần như ở Pháp. Hình ảnh bài trên trang đất Việt. Đó là những người giàu, công chức, quân nhân đã được bầu cử Hội đồng Nam Kỳ và Hội đồng tỉnh. Đây là cơ quan tư vấn cho chính quyền thuộc địa giống như Hội đồng Nhân dân hiện nay. Ban đầu thì quyền lực cũng hạn chế và thành viên hội đồng phải đa số là Tây nhưng cũng chỉ chiếm tối đa 75% vẫn ít hơn tỷ lệ đảng viên trong quốc hội hiện nay. Tác giả nhận xét ở chế độ thuộc địa, người dân vẫn có quyền tự do tương đối, đặc biệt là tự do kinh tế, báo chí và xuất bản, các quyền tự do không bị bóp nghẹt như dưới chế độ cộng sản sau này. Lịch sử cho thấy tự do luôn phải có trước dân chủ thì mới đúng quy trình. Nếu quy trình bị đảo ngược thì dân chủ là giả tạo tác giả cho rằng việt nam cộng hòa là nền dân chủ được rơi vào đầu chủ yếu là do pháp rồi mỹ tác động nên nó nhanh chóng biến thành tự do phi dân chủ tuy nhiên đây là chính quyền thời chiến nên không phải là ví dụ chuẩn xác như vậy tác giả phân tích có thể kết luận được con gà hay quả trứng phải có trước tự do phải có trước dân chủ bởi vì khi có tự do thì tầng lớp trung lưu sẽ dần dần nâng cao dân trí và có thể tích lũy kinh tế nhờ đó mà gây sức ép được với chính quyền để chính quyền phải chia sẻ quyền lực tầng lớp trung lưu càng đông và mạnh thì quyền lực nhà nước càng giảm sút và đó là mầm móng của dân chủ tác giả tiếp tục phân tích chế độ toàn trị triệt tiêu cả tự do lẫn dân chủ vì dân không có quyền tự do ngôn luận không có được tự do báo chí xuất bản và giáo dục chỉ được có thông tin một chiều nên người dân chỉ có tư duy một chiều vì thế người dân bị triệt tiêu khả năng phản biện và không có kiến thức về khoa học chính trị hiểu lệch lạc về pháp luật và kinh tế vĩ mô lịch sử nói cách khác là dân trí thấp về kiến thức kinh tế chính trị triết học và lịch sử mục tiêu là để không có tổ chức nào ngoài đảng có thể hiểu biết chính trị hòng cạnh tranh quyền lãnh đạo với đảng và tác giả đặt vấn đề làm thế nào để có thể nâng cao dân trí khi chính quyền cố tình ngu dân thông qua cấm đoán các quyền tự do Hình ảnh khung cảnh ký kết đại hiến chương Magna Carta giữa vua John và các lãnh chúa năm 1215, một văn bản được xem là khởi đầu cho nền dân chủ phương Tây. Đồng thời, tác giả nêu giải pháp chỉ có cách duy nhất là tự học, tự khai trí thông qua giáo dục gia đình, du học và qua các kênh thông tin phi chính thống. Giai đoạn trước đổi mới thì điều này là khó, chỉ trông vào giáo dục gia đình cũng hạn chế, nhưng hiện nay khả năng tự đào tạo khá đơn giản nhờ mạng xã hội tất nhiên tự đào tạo sẽ rất chậm vì nguồn lực quá ít nhưng có còn hơn không qua đó người dân có thể gây sức ép với chính quyền y như người anh đã từng làm với vua từ mấy trăm năm trước mà không nhất thiết là phải lật đổ chế độ quân chủ việc này là khả thi tác giả phân tích vì hiện tại chính quyền đang trên quá trình buộc phải thu hẹp phạm vi quản lý về logic Chính quyền càng nhỏ thì phản động càng đông, tức là dân chủ sẽ gia tăng. Quá trình có tiến độ nhanh hay chậm chính là phụ thuộc vào việc gia tăng dân trí về kinh tế, chính trị, pháp luật của người dân nhanh hay chậm. Điều đó phụ thuộc vào mỗi cá nhân và trí thức sẽ là đầu tàu. Tác giả cho là quy trình theo lịch sử nền dân chủ phương Tây là không thể đảo ngược, tức là dân chủ sẽ phải có cho tầng lớp tinh hoa trước, dần dần mở rộng cho tầng lớp trung lưu rồi mới tới toàn dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Quy trình để có dân chủ cho Việt Nam Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ Thời báo chấm đê